Sáng ngày 23 tháng 7, Ban Tuyên huấn Vùng 4 Hải quân đóng tại Khánh Hòa cho biết, tàu 466 Hải quân đã tiếp cận tàu chở hàng, tàu cứu vớt 5 thuyền viên trên thuyền thúng vào tối qua, đang trên hành trình đưa về bờ. Hiện sức khỏe các ngư dân đã ổn định, đang hồi phục sau khi được chăm sóc y tế. Dự kiến tối nay tàu sẽ đến Vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa và tổ chức bàn giao cho cơ quan chức năng và gia đình vào sáng ngày 24 tháng 7. Trước đó, ngày 22 tháng 7, tàu chở hàng Buffalo trên hành trình Ai Cập đi Trung Quốc, khi cách Nha Trang 240 hải lý về phía đông, đã phát hiện 5 ngư dân trên thuyền thúng nên đã cứu vớt. 5 thuyền viên lênh đênh trên thuyền thúng suốt 12 ngày trong điều kiện đói và khát nước khi được cứu. Trong đó, thuyền viên Nguyễn Thành La, 40 tuổi, cho biết, ông cùng 7 người khác ở trên thuyền thúng, tuy nhiên, trải qua nhiều ngày trên biển, 3 người kiệt sức rồi chết, đành phải thả thi thể xuống biển.